Thưa quý vị và các bạn, mới đây, cụm từ lan đột biến đang xôn xao khắp cộng đồng mạng. Người người nhà nhà đua nhau gom tiền, vét túi mua lan đột biến tiền tỷ mà không hiểu gì về lan, không quan tâm tới giá trị thật, chỉ chớp cơ hội làm ăn trộm giật. Nếu không tỉnh táo mà lao vào, nhiều người dễ có nguy cơ vỡ nợ, dây chuyền, mất trật tự an ninh xã hội. Thông tin chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, vụ việc đã được trình báo lên công an các huyện Hoài Đức, Hà Nội, Yên Thủy, Hòa Bình và Long Thành, Đồng Nai. Anh Nguyễn Văn Sự ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết, từ cuối tháng 10 năm 2020, anh mua lan đột biến của các nhà vườn BN ở Trương Mỹ, Hà Nội, nhà vườn HC ở Ngọc Tảo, Hoài Đức, LBD, An Phước, Long Thành, Đồng Nai, TVT và TVD ở Yên Thủy, Hòa Bình. Tuy nhiên, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỷ đồng vừa diễn ra, nhiều người mua lan bị lừa nhà vườn thổi giá nên anh kiểm tra lại số lan vừa mua và phát hiện nhiều gốc lan sai nguồn gốc. Anh liên hệ với các nhà vườn để kiểm tra thông tin, xong không thể liên lạc được. Anh Sự cho hay, số lan đột biến tôi mua từ các nhà vườn lên tới hàng chục gốc, gốc rẻ cũng từ 70 đến 200 triệu đồng, gốc đẹp có giá từ 500 triệu đồng đến cả tỷ đồng. Hiện tại tôi bị lừa gần 10 tỷ đồng để mua hoa. Sở dĩ anh Sự phát hiện ra hoa sai nguồn gốc là vì khi nở, hoa màu tím không phải màu trắng ngọc như lan đột biến trong khi đó, số tiền anh mua hoa chủ yếu vay ngân hàng và huy động vốn từ người dân. Anh Sự cho hay, tôi đã viết đơn trình báo sự việc trên lên cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, hiện tại các đơn khiếu nại vẫn chưa được giải quyết do các đối tượng trên không thể liên hệ được. Theo anh Sự, đối với những người đã mua lan đột biến từ anh, hãy giữ lại hoa, đến khi nở hoa xem đúng hay sai. Nếu lan sai nguồn gốc, anh sẽ khắc phục dần dần cho những người mua hoa từ anh. Ông Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng công an huyện Hoài Đức cho biết, công an huyện đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân. Hiện tại không chỉ có đơn của anh sự mà còn 6 đến 7 đơn trình báo của công dân về vụ việc liên quan la đột biến. Theo ông Mẽ hiện tại giao dịch hoa lan đột biến có dấu hiệu lừa đảo rất nhiều. Giao dịch này đánh vào lòng tham của một số bộ phận. Đây là những giao dịch dân sự, thuận mua, vừa bán nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Giao dịch lan đột biến không giống như giao dịch khác. Lan không đánh số như giao dịch xe máy có số khung, số máy để kiểm tra khi giao dịch xong, nhiều người mang hoa về thì mới phát hiện ra mình bị lừa. Giới chơi lan đột biến xuân sao trước thông tin một chủ vườn lan đột biến ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, ôm theo 200 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Theo đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin chủ vườn lan HT ở xóm chợ Định Xuyên, xã Hòa Nam bỏ trốn. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, thông tin cho anh em, bạn bè chơi lan tin xấu về những ai đã đặt lúa non cây tại vườn lan HT là chủ vườn đã bỏ trốn, trong đó có anh em đầu tư hàng chục tỷ vào vườn lan này. Ngoài ra, hàng chục group và fanpage liên quan đến lan đột biến đều chia sẻ thông tin trên. Phóng viên đã liên hệ với số điện thoại 0989 826 299 và 0941 601 666 của chủ vườn. Tuy nhiên, cả hai số điện thoại trên đều tắt máy. Về thông tin này, tối ngày 12 tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nam xác nhận trên địa bàn xã có vườn lan mang tên HD với địa chỉ như mạng xã hội chia sẻ. Ông Tuyển cho biết cũng nhận được thông tin trên mạng xã hội về việc chủ vườn lan trên địa bàn xã bỏ trốn. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng đi xác minh nhưng đến thời điểm này cũng chưa có thông tin báo cáo cụ thể. Theo ông Tuyến, đến thời điểm này địa phương cũng chưa nhận được phản ánh của người dân hay đơn từ của công dân. Do đó, lực lượng chức năng cũng không thể vào vườn lan để kiểm tra thông tin hiện ủy ban nhân dân xã đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, theo giới chuyên gia, những cuộc giao dịch lan đột biến tiền tỷ xuất hiện rầm rộ thời gian qua thực chất chỉ là chiêu trò của một nhóm người. Thông tin chi tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Phần lớn các giao dịch đều là ảo hoặc có những thỏa thuận ngầm với nhau nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi chỉ có người mua cuối cùng gánh hậu quả là có thật. Tiếp cận một người đang giao bán lan đột biến giá hàng tỷ đồng trên Facebook, anh Lê Văn Tuyên ở Lương Sơn Hòa Bình giới thiệu đủ loại lan đột biến. Tuyên nói rằng đã có thâm niên chơi lan được 5 năm và đang bán mạnh những dòng như là Ngọc Sơn Cước, Cờ Đỏ, Vô Thương, Vĩnh Khang, Năm Cánh Trắng với giá từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng mỗi cm. Tùy vào túi tiền, anh có thể lựa chọn phân khúc để đầu tư. Hiện dòng lan HO giá mềm mà được nhiều người chọn, dưới 1 tỷ là anh có thể có 2 đến 3 mầm rồi. Dòng năm cánh trắng phú thọ giá hơn 300 triệu 1 cm, còn dòng vip như là cờ đỏ hay là vô thương tiền tỷ 1 cm, nhưng nếu biết cách chăm sóc chắc chắn lãi đậm. Tuyên giới thiệu. Tuyên nói rằng vừa rồi có khách mới bỏ ra 3 tỷ đồng để chơi dòng vip, chưa đầy 2 tháng sau đã bán được 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi phóng viên ngỏ ý đến thăm vườn lan đột biến để lựa chọn trực tiếp, Tuyên chỉ gửi ảnh cho chúng tôi và nói: Vườn đang trong giai đoạn ươm cây non, rồi hẹn sẽ liên hệ lại vào hôm khác khi tổ chức được buổi tham quan. Theo ghi nhận, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm giao dịch lan đột biến với hàng trăm nghìn người tham gia. Các đối tượng dùng Facebook, YouTube, TikTok để quảng cáo các video của mình. Trong các nhóm chat nhắn tin kín, các chủ nhóm không ngần ngại vận động thành viên viết bình luận hưởng ứng để tạo sóng. Anh Trần Văn Tuấn ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, chủ vườn lan với hơn 8 năm kinh nghiệm nói rằng lan đột biến đã có mặt trên thị trường từ lâu. Nhưng phong trào chơi lan đột biến với giá tiền tỷ mới chỉ rộ lên từ đầu năm 2020 đến nay. Theo anh Tuấn, trong giới trồng lan đột biến, người có hoa đẹp, độc, lạ thường chia sẻ lên các hội nhóm hoặc tổ chức các buổi giao lưu nên trong giới đều biết đến. Anh Tuấn nhận xét, người trồng lan đột biến thực sự chưa bao giờ nghĩ có giá như thế này. Thế nên, khi vừa qua xuất hiện những giao dịch lên tới tiền tỷ một khi lan tức là lấy chiều dài của cây lan mặt tính tiền thì quá khủng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức phát sóng hàng ngày trên kênh youtube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.